shopzombiefifa.com, shop bán nhạc Liên Quân Free Fire giá rẻ. Tham gia ngay vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được 9.999 viên kim cương. Nạp thẻ không chiết khấu tặng 30% giá trị thẻ nạp. Vòng quay kim cương quay lịch trúng. Hòm kim cương 20k, 98% các bạn sẽ quay trúng kim cương. Còn chần chờ gì nữa mà không đến với shopzombiefifa.com. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thách anh gạ được người cuối cùng, nếu được em sẽ là fan anh tới già. Ok anh em, và một ngày đẹp trời mình quyết định nhảy xuống ngay chỗ kho quân sự đó. Một mình cân 4, đây là mình đi solo squad nha anh em. Đó, mình đang nhảy rất là tủng tỉnh cùng với con nô lệ tình bạn của mình. Đó, mình thả vô, rồi lướt gió trên không rồi trứng cút nó mát gửi luôn đó. Mình thấy một cây súng, đó, mình đáp xuống xong rồi mình lấy cây súng mình bắn cho, mình bắn vô đầu nó không, mình không chết thì mình hóc game luôn. Rồi anh em ơi, đã lâu rồi mình không được vô cái map gì ta, đảo thiên đường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô đảo thiên đường nha anh em. Đó, trời ơi, đáp cánh xung quanh chúng ta là hàng ngàn con chim đang bay trên trời anh em ơi. Bây giờ mình sẽ lượm cây súng trước cái đã. Ồ, có cá mập rồi. Chạy kìa, ôi, mất tầm rồi. Chạy rồi. Đó, quá trời quá đất luôn. Kìa, nó đáp hết rồi anh em. Kìa, ơi, trong nhà này có người. Ơi, từ. Mình sẽ móc ở bên hông nhà mình nhảy ra. Ô, hết hồn chưa? Nó kìa. Nhiều vậy, từ bây giờ mình sẽ đi một vòng coi tụi nó ở đâu. À, đứng một chỗ nguy hiểm quá. Ôi, nó giao tranh mình kìa, nghe đùng. Ê, đây, thấy rồi. Thấy rồi anh em. Im lặng nào. Ủa nó chạy đâu rồi ta. Ui trời, tưởng gì dân chơi bắn mình là chạy. Có khi nó lại cái hộp xác nằm ở kia anh em. Bây giờ mình sẽ lấy một cái cây súng công cái đã. Đây, đại kỳ B90 đi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng B90 lấy top nhì và gã tay mít. Tăng. Hey, tới luôn anh ơi. Trời ơi, trên nhà nghe có tiếng giao tranh anh em ơi. Có tiếng nó mới vừa bắn nhau xong luôn. Ui, đâu rồi? Ui, sao không thấy đứa nào chơi vậy? Ủa, mới nghe tiếng giao tranh đây rồi, đâu mất tiêu rồi ta? Vãi trưởng anh em. Chạy đâu rồi. Nghe tiếng xe ở ngoài nữa. Ôi, đâu ta? Phải leo ra nóc nhà mình coi thử coi tụi nó có ngoài này không. Nghe tiếng xe rồi nghe tiếng người chạy ha. Đây anh em ơi, có một người. Ê, ăn được này, ăn được thằng này rồi anh em ơi. Ngại quá. Thằng kia đó. Ê. Victor anh em ơi, thằng nào nó chơi Victor nó bắn mình á. Ui da, đau vậy. À đây. Lướt đồ quá mày, lướt đồ tỉnh bơ luôn anh em. Thanh niên lướt đồ rất là tỉnh và đẹp trai luôn. Rồi trời, ngon. Quan trọng là bây giờ mình sẽ lấy bình hồi máu kìa đã. Chim cánh cục cu nó vỗ tay cho mình kìa. Lắc đầu rồi. Đấy, tưởng gì. Anh em có đầu trứng không? Anh em có hộp xác trứng không? Bình luận cho mình biết. Mình không có. À, thằng bắn Victor là thằng này nè, mới bắn mình nó xuống đây nè. Rồi, một mình cân hết được mà. Tới tấp cuối mình đi gạ team up. Mình đi gạ thằng là còn tấp cuối còn hai người, mình sẽ gạ thằng kia. Nếu gạ thành công thì ok, nếu không gạ thành công là clip này không thành công nha anh em. Rồi, có người kìa, em gái kìa. Em gái áo hồng này nha, cô bé áo hồng, lâu rồi không gặp cô bé áo hồng. Nó đang đứng cửa sổ nó nhìn mình kìa anh em. Em ơi, bực cả mình. Kéo không lên đầu ta. Nhưng mà không sao anh em ơi. Đó, nó đã bị mất máu nhiều rồi. Bây giờ chúng ta phải công thẳng luôn. Yes. Ok. Cô bé áo hồng này khá là yếu đuối. Lâm đạn súng nhắm chi đây. Hả? Hôm nay sẽ bắn XM8 quái thú cho anh em xem. Cái này tạm thời thì mình chưa có vĩnh viễn. Hình như là mấy chục ngày phải á. Rồi, ok. Còn công chuyện gì nữa không?
nay anh em thích mình đội đầu sừng không? Hay thấy mình đội đầu sừng chất không? Chất lừ luôn, chất độc màu da cam luôn. Trời, đi vòng vòng chơi, phá làng phải sớm chơi, lấy súng bắn chơi. Lấy súng bắn hút nổ đưa đầu vô. Rồi, lấy súng bắn hút nổ đưa đầu vô. Chơi vậy đó mới chất anh em. Đó, có ai có thử thách gì thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nha. Còn ai chưa like video này thì like video cho mình nha anh em. Vào nhấn đăng ký nữa. Bữa nào mình tạo event mình tặng kim cương cho anh em. Sống thấy ai trơn trời. Để coi, à trời, trong radar này có hai người luôn anh em ơi. Vị trí trước mặt của mình có một người kìa. Vị trí trước mặt của mình có một thanh niên nha. Đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi, má ơi, dựng dùng nổ. Dựng cái vòng bảo vệ xong chui ra ngoài. Cái thế nhờ. Hên là mình kẹp chui vô lại anh em. Ơi, có tiếng bước chân nữa kìa. Có tiếng bước chân của ai vậy? Ai vậy? Nghe tiếng bước chân nè anh em, đừng có núp nha. Anh em phải dành cái thế chủ động là anh em nhảy vậy nè. Đó, cho địch nó sợ. Mà địch nó không sợ thì mình sợ nàng địch. Đó. Chứ đừng có núp một chỗ mình sẽ nằm trong cái tình trạng bị động là mình sẽ sợ nó. Mình sẽ không bắn được. Rồi, nó sợ mình quá nó chạy đâu mất luôn rồi anh em. Ủa nó sợ mình quá rồi nó trốn đâu mất luôn rồi. Ủa bên kia có dao tranh kìa, bên kia có bơm keo dao tranh kìa. Ủa có chết luôn rồi. Trời, không drama đi anh em ơi, không drama đi. Chưa mình đã đảo lại một vòng mình lút đồ của thằng này cái. Từ hả không? Để lấy bơm keo lấy đồ cái đã. Ôi bơm keo nhiều vậy. Wow. Khá giàu anh em ơi. À đây. Cô bé có mái tóc đuôi kìa. Đâu rồi. Chỉ cần nhớ nhảy ra một cái nữa thôi. Mày. Baby chắc. À, không. Mình chưa kịp hóng drama của bên nó qua nó hóng bên mình rồi. Hóng nè. Hóng hả bạn? Bạn định hóng drama với tôi đó hả? Không có đâu nghe. Quên đi. Ok. Rồi, ngồi lướt đồ thư thả thôi anh em. Giờ mình nhõng mình đợi ba thu, mình đợi thằng top nữa, mình gạ thêm up nó ok. Đi vòng chơi. Ai kiếm chuyện với mình thì mình chơi nó lại. Này mình cũng đâu cần khiêu đâu. Đáng ra là cái này mình đi trốn luôn con đường đó anh em. Anh em đâu có thách mình được khiêu đâu đúng không? Chỉ thách mình là vô top rồi gạ thằng cuối cùng thôi. Ok luôn. Lên trên này trở lại rồi. Ê! Tiếng của M82B anh em ơi. Kìa, không thấy nó đâu luôn kìa. Trời ơi, ghê quá. Bắn xuyên cục đá đi, tôi nghỉ game luôn. Đó, anh em nó bắn banh một cái bơm keo rồi hết. Chưa chưa? Biết ngay mà. Để coi nó ở đâu cái đã. Thằng này trốn kỹ ta. Xuống như này để coi em nó ở đâu. Mà em nó láo cá vậy. À kìa, áo vàng anh em ơi, áo vàng kìa. Rồi, chơi mày luôn. Nó đang núp ở gốc cây kìa anh em kìa, thấy không? Đó, anh em thấy không chứ tôi không có thấy đâu. Trời, nó đang gốc cây ở trước mặt kìa. Nó, mình dựng bơm keo một bên, mình né qua một bên để trúng đạn. Giời, bơm nè anh ơi. Tới luôn nè anh em, tới luôn nè, tới công chuyện luôn nè. Trời, liều lĩnh thế. Ơi, sau lưng có bắn giảm thanh. Sau lưng có giảm thanh bắn mình. Kìa. Ở hướng 120 anh em thấy không? Đó, nó chạy kìa. Ok, let's go. Từ từ mình hóa lút đồ. Tạm thời bây giờ mình khá là nhiều đồ. Nó đứng rồi, nó canh kìa. Mày, tới số với tao rồi. Mày tưởng đâu là tao, ơi. Đây. Trời, chạy làm gì đây anh ơi. Làm gì mà cầm cái súng chạy đâu anh ơi. Tết nhất tới nơi rồi mà còn chết anh ơi. Cái này gọi là tấp nhất tới nơi mà còn chết nè. Đó. Mày coi bé này có gì. Bên này có hai quả bom keo và mấy quả lựu đạn. Rồi, ok, tạm ổn như vậy đi. Mà mình lút đồ của thằng M82B anh em. Nãy bắn đùng ghê lắm. Đẳng cấp lắm. Ai ngờ đâu cầm súng thục bắn mù mắt luôn. Rồi, cái gì đây, có gì không? Trời ơi, nó nghèo hơn mình nữa. Thôi, vô bo mới được anh em ơi. Vô bo. La, quay đầu là bờ, quay đầu là bờ, dùng nổ, trời trời.
nổ kế bên luôn. Xém nữa là xám trứng cút rồi. Rồi còn 4 đứa nữa anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đi vòng quanh thế giới để mình kiếm tụi nó nha. Hay coi tụi nó đang ở đâu. Wow, chúng mặt có bơm keo nữa nè, được 4 trái nữa nè. Lầm, tranh thủ. Cao thủ không bằng tranh thủ, giật. Mình đến đây chậm một bước rồi anh em ơi, thằng này nó biết thằng cái trứng luôn rồi. Nó trở về cắt bụi rồi. Đang cái trứng nữa nè anh em. Rồi, ở dưới có bơm keo, ơi, bên này bắn nhau. Ê, tôi mới thấy gì đó nha, bơm keo. Ê, còn 3 đứa nữa anh em ơi, tụi nó giao tranh nữa, kìa. Rồi nó dựng keo rồi, nó dựng keo rồi. À, quay lại anh đầu trứng này lụm băng đạn cái đã. Hả? Anh ta kiếm tớp chứ ai đi kiếm chuyện đúng không? À, mình đợi đi. Mình sẽ đi vòng vòng ở dưới này mình đợi mình gạ anh tớp nhì. À, tôi đang ở một nơi rất xa. Bắn phụ tớp nhì anh em ơi. Rẻ máu phụ tấp nhì đó. Bây giờ mình sẽ đi giết thằng tấp 3 nha, một là mình giết được nó, hay là con nhỏ hoặc là thằng nào đó giết con này, giết con đang trong bơm keo này. Kìa, hai loại bơm keo khác nhau là có giao tranh này rồi. Đâu ta, đâu rồi, kìa gốc cây kìa, gốc cây kìa. Happy birthday pháo hoa anh ơi, pháo hoa anh ơi. Ủa nó chạy đâu rồi, nó chạy đâu mất bà nó rồi. À, kìa, ơi đây, ở dưới giao tranh. Happy birthday ơi. Ôi nào chết hai đứa luôn trời. Không. Ê, rồi, giúp luôn nè. Giúp luôn. Ê, trời. Kẹt đạn. Gà, em xin lỗi chị. Tim up đi. Gà. Ê, anh, chị. Ê, thành công rồi đây ơi, thành công rồi. Vãi chưởng. Xíu nữa là mình bắn chết nó luôn rồi. Lúc mà đạn ra mình đâu có cứ kìm đạn lại được đâu. Gà thành công nha. Gà con bé tấp nhì nha anh em. Nó múa quá trời luôn rồi. Bây giờ mình giục đồ lại cho nó. Mình đi nguyên sinh đây. Rồi hết đồ luôn rồi đó. Giục hết súng hết đồ ra luôn rồi đó. Nè em lấy đi em. Em phải lấy đi hưởng thụ cuộc đời này đi. Tạm biệt em. Hèn em kiếm sâu. Ủa sao nó không kêu mình vô ta. Nhớ trong phim tình cảm này nó kêu mình vô mà. Nhỏ thiệt chứ. Mày không tình cảm gì. Chết luôn. Rồi hoàn thành thử thách nha anh em. Em này tên là Bó Thảo. Like cho em cái nè. Ok.